với tôi, cuộc sống luôn thú vị bởi những chuyến hành trình, đi và trải nghiệm, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Bản Thái Minh là nơi sinh sống từ nhiều đời nay của bà con dân tộc Thái. Để bảo tồn văn hóa cổ truyền và tạo hướng đi mới trong làm kinh tế, người dân nơi đây đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Hãy cùng tôi đón Tết ở bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trong những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu. Chào các bạn nhỏ. Các bạn cho gì hỏi nhà trưởng bản ở đâu? Dạ, nhà trưởng bản đến đây đây gì? Thế bây giờ các bạn đưa gì vào thăm nhà trưởng bản nhá? Dạ. Chào cháu bạn ạ. Chúc mừng cháu đến bản Thái Minh. Mời cháu cùng ở lại vui xuân Tết với bạn cho vui. Dạ, cháu cảm ơn bạn và bà con rất là nhiều ạ. Dù đã được giới thiệu Thái Minh là làng nghề dệt thổ cẩm, nhưng tôi không khỏi tò mò khi thấy những người phụ nữ vẫn đang miệt mài bên khung cửi vì hôm nay đã là chiều 30 Tết. Chị hôm nay vào dịp Tết rồi mà cả chị con dệt thổ cẩm à? Là vì có chồng đi làm ăn xa về, mà đặc biệt là anh làm bên bộ đội ấy, là chỉ muốn có một cái chiếc khăn tiêu để đi theo anh, để nên chỉ cố gắng dệt làm sao trong dịp Tết này xong cái chiếc khăn tiêu này làm một quà kỷ niệm để nhớ về gia đình ạ. Em ấy, em đến nhân dịp em đến thăm Tết cùng đồng bào của chị đấy, là chị có một cái bộ đồ trang phục về dân tộc Thái của gia đình của bản làng, thì là bây giờ chị tặng em để em du xuân cùng ăn Tết cùng bản làng. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chưa bước sang ngày mùng 1 mà đã nhận được quà mừng tuổi đây, đây thực sự là một món quà rất là đặc biệt ạ. Với trang phục truyền thống của phụ nữ Thái, tôi được hòa mình vào không khí thiêng liêng và ấm cúng của chiều 30 Tết ở nhà trưởng bản. Là người chủ gia đình, bác Thăng mời ông bà tổ tiên mà người Thái gọi là ma nhà về ăn Tết cùng với con cháu. Bàn thờ được trang trí bằng cây săn cáy mọc ở vùng núi cao và mâm cỗ thì không thể thiếu món thịt lợn luộc bày lên lá chuối. Từ xưa đến nay, lễ cúng chiều 30 của người Thái ở đây vẫn vậy, mang bản sắc núi rừng và trọn vẹn lòng thành của con cháu kính dâng lên các bậc tổ tiên. Chúc năm mới ạ. Cả năm là được một con lợn đi là để dành dùng vào ngày 30 để được làm để cho các cụ các cổ bực ăn rồi cho con cháu ra năm mới được sức dạ khỏe rồi giàu. Dạ, cháu thấy là ở bên thờ gia tiên thì có bày một cái thủ lợn rất là đẹp. Thế vì sao mình lại cúng thủ lợn mà lại không phải là một cái bộ phận nào khác hả bác? Thì cúng cái thủ lợn này là cho các ông cổ là tín, không phải thịt mua ở chợ. Cái này là lợn nhà đưa ra đập mua ngoài chợ là cái đó là họ ăn được rồi. Dạ. Với người Kinh bọn em thì cái chiều ngày 30 thì cũng có một cái bữa ăn tất niên để mà đoàn tụ gia đình rất là ấm cúng. Và em thấy đối với bà con người Thái của mình cũng vậy ạ. Vào chiều 30 thì là một chiều để con cháu ở gia đình tại đấy hoặc là đi làm ăn xa là đều hồi tụ về chúc ông bà là có nhiều sức khỏe, con cháu làm ăn gặp nhiều may mắn phát đạt và các cháu là học hành ngày càng tiến bộ. Sau bữa cơm tất niên thì nhiều gia đình ở bản Thái Minh đã đánh cồng chiêng, nhảy sạp, múa cồng con để đón giao thừa với rất đông người tham dự. Những nghệ nhân trong dàn nhạc cụ dân tộc của bản lại có dịp trổ tài để phục vụ bà con. Trong khi các bạn trẻ còn ngại ngùng chưa nhập cuộc thì những bậc cao niên lại là người hăng hái nhất. Ba ơi, năm nay ba bao nhiêu tuổi rồi? Ba 68 rồi. 68 mà ba múa vẫn còn dẻo này hả? Tôi có hay làm. Dạ. Từ khi nhỏ đến như ba tôi qua làm múa. Dạ. Con cháu về là nói đây ăn Tết mừng là ta mang múa. Nhưng mà thành biết thành thành được ba múa luôn. Bà con cứ như vậy sôi nổi kéo dài cho tới qua thời khắc giao thừa. Còn tôi thì cảm nhận năm mới đang đến thật gần trong điệu nhạc rộn ràng, tiếng cười chan hòa và những cái nắm tay nồng ấm.
À, nhưng mà vào cái thời điểm ấy thì là đầu nguồn thì cách xa quá rồi, dân bản thì chạy sáng là cùng lấy nước giếng, thấy cho là cái đầu nguồn đó. Đúng là qua thời gian thì có nhiều cái phong tục nó đã biến đổi, nhưng mà cháu thấy là cái phong tục lấy nước tiên rửa mặt thì mặc dù là nước giếng hay là nước ở trong khe đầu nguồn thì vẫn còn giữ được cái nét đẹp đó, là cầu mong cho mọi người bước sang một năm mới với một cái tinh thần sảng khoái và gặp thật là nhiều điều may mắn ạ. Ngày Tết ở đâu cũng vậy, phụ nữ thường vất vả hơn với công việc bếp núc, nhất là người con dâu trưởng trong gia đình. Chị Lào Thị Hải đã quen với việc thức dậy sớm vào sáng mùng 1 để hông xôi cúng. Mặc dù vậy, với chị đây vẫn là một công việc đặc biệt, bởi sáng mùng 1 Tết là thời điểm duy nhất trong năm chị được đem xôi đã hông ra quạt ở gian giữa nhà sàn để cúng ma nhà, nơi mà ngày thường phụ nữ không được làm việc này ở đây. Một người giáo tượng là có rất nhiều việc lo toan vất vả. Những công việc đổ xôi này là một niềm vinh dự của người phụ nữ Thái ạ. Chị Hải đã về làm dâu gia đình mình được bao nhiêu năm đấy ạ? À, chị đấy về làm dâu gia đình này là được 25 năm ạ. Năm nào cũng làm, dù có con dâu rồi chị có thể bày cho con dâu. Xôi khi đã được quạt nguội sẽ được bày ra đĩa cùng với các loại bánh và thịt cá để sửa soạn các mâm cúng, gồm có mâm cúng tổ tiên, mâm cúng thổ địa và mâm cúng nhà bếp để cầu chủ bếp phù hộ cho gia đình luôn được ấm no. Tôi ấn tượng hơn cả với mâm cúng trâu bò và vật dụng nông nghiệp được đặt ở chân nhà sàn phía dưới bàn thờ tổ tiên, nơi mái nhà có giọt nước rơi xuống. Bác ơi, vì sao mà cái mâm cúng cho gia súc, cho trâu bò này mình lại đặt ở cái vị trí là dưới cái bàn thờ tổ tiên, ngay chỗ mà có cái giọt nước rơi từ mái nhà xuống ạ? Đây là cái phong tục của dân đấy, là từ đời cha ông để lại, là theo liên truyền của từng đời, là từ đầu là ở bên bàn thờ rồi xuống ở giữa nhà rồi lên nóc nhà. Bây giờ giọt mưa xuống đấy thì là các cụ đến đấy để đặt mâm cơm đấy, để nhờ các ông các cụ đấy đi trước là phù hộ để nối tàu bò lợn gà gì cho cả nhà cả năm cả nhà để là phát triển nhiều con nhiều đàn thêm nữa. Dạ, cái mâm cúng dành cho gia súc này thì mình chuẩn bị những cái đồ gì ạ? Chuẩn bị thì là bánh sưng trâu, rồi bánh mọt, không được cúng thịt. Vì sao lại không cúng thịt ạ? Coi chú bò rồi thì không được dùng, cho nên phải cho ăn khác, đó là cá với trứng thôi. Khi kết thúc lễ cúng, bác Thăng dẫn tôi đến chuồng trâu để bôi bánh sừng trâu lên đôi sừng của loài vật này. Cháu ăn cho khỏe nhá, để có sức kéo cho gia đình nhá. Sau khi hoàn thành các lễ cúng trong sáng mùng 1 để cầu một năm tốt lành may mắn, các gia đình ở bản Thái Minh nô nức cùng nhau đi chơi hội đầu xuân. Địa điểm mà chúng tôi dừng chân là một bãi đất rộng, nơi đang diễn ra các trò chơi dân gian hết sức sôi động. Và tất nhiên, không thể thiếu những trái còn giao duyên của đôi bên nam nữ. Mỗi trái còn được tung lên gửi đi ước muốn âm dương thuận hòa, vạn vật đều tươi tốt. Mang lại nhiều tiếng hò reo cổ vũ hơn cả là trò chơi kéo co đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Và bây giờ sẽ là trận kéo co lịch sử của bản Thái Minh chúng ta. 3, 2, 1. Chuyện với thành viên của đội thắng cuộc ạ. Chị ơi, có mệt không ạ? Mệt đấy ạ. Quá là mệt luôn đúng không ạ? Vâng, trận đấu của chúng ta diễn ra căng thẳng đến mức mà thành viên của đội thắng thì lúc đầu buộc tóc, nhưng bây giờ tóc cũng đã rũ rưởi này rồi. Nhưng mà dù sao cũng xin chúc mừng đội của chị ạ. Đội Thái Minh đã giành chiến thắng trong trận kéo co ngày hôm nay ạ. Đã đến đây, tôi cũng muốn thử sức mình với một trò chơi truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, đó là đẩy gậy. Đương nhiên, đối thủ là một phụ nữ. Về
với bạn Thái Minh thì tôi đã tham gia một trò chơi đẩy gậy rất là vui ạ. Bây giờ thì tay tôi đã lăn đỏ rồi và mặc dù là cái trận đấu này thì tôi đã hoàn toàn thua cuộc nhưng mà cảm thấy rất là tuyệt vời với cái không khí vui vẻ ở đây ạ. Tết Đinh Dậu năm 2017 của tôi đã diễn ra như vậy. Có những thời khắc thiêng liêng, tình cảm ấm áp và cả những thanh âm rộn rã. Tết sẽ chẳng thể vui nếu bạn không hòa mình với từng nhịp thở của đất trời và nở nụ cười kể cả với những người xa lạ. Thật là tuyệt vời khi mà được chia sẻ những niềm vui của ngày đầu năm mới với bà con nhân dân người Thái ở bản Thái Minh. Đối với tôi, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong những chuyến hành trình của mình. Còn với các bạn, chắc chắn đến với bản Thái Minh thì ngày nào cũng sẽ vui như Tết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!